Chào mừng các bạn đã đến với Tổng quản tướng Aurelien Son. Aurelien Son chính thức trở lại đấu trường trong một phiên bản nâng cấp tại bản cập nhật năm mới 5.0. Quên đi quá khứ núp bụi đen tối của mình. Năm Giáp Thìn này, hãy chuẩn bị bay cao như rồng cùng Aurelien Son trên đấu trường tốc chiến nhé. Nội tại mới của Aurelien Son mang tên Khởi lập vũ trụ, giúp hắn nhận cộng dồn bụi sao khi gây sát thương lên tướng địch. Bụi sao sẽ nâng cấp các kỹ năng. Chiêu 1, hơi thở hỏa tinh. Aurelien Son vẫn sức thổi ra một luồng lửa sao, gây sát thương lên kẻ địch đầu tiên trúng chiêu. Kẻ địch cạnh bên sẽ phải nhận một phần sát thương. Aurelien Son cũng gây thêm sát thương theo thời gian và nhận thêm bụi sao khi kẻ địch trúng chiêu. Sử dụng chiêu 2, thượng long cảnh giới. Aurelien Son bay tới hướng chỉ định và được nhận tầm nhìn khi bay. Hắn cũng được hồi lại chiêu 1 và tăng sát thương. Tốc độ lướt của Aurelien Son sẽ giảm đi khi vận hơi thở hỏa tinh. Aurelien Son sẽ dừng lại khi tái kích hoạt chiêu 2. Với chiêu 3, Aurelien Son triệu hồi một hố đen kỳ bí cho tầm nhìn, gây sát thương xung quanh, đồng thời kéo kẻ địch về trung tâm và kết liễu kẻ địch thấm máu. Khi kẻ địch kẹt trong hố đen, Aurelien Son nhận về bụi sao. Chiêu cuối mang tên Sao rơi. Aurelien Son triệu hồi sao tấn công vị trí mục tiêu, gây sát thương và làm choáng kẻ địch. Aurelien Son nhận thêm bụi sao với mỗi kẻ địch trúng đòn và được nâng cấp kỹ năng bằng bụi sao. Ở thể nâng cấp, sao rơi mang tên Màn trời giáng thế, tăng phạm vi ảnh hưởng và sát thương của chiêu, đồng thời hất tung kẻ địch trúng đòn. Sau khi giáng xuống, chiêu cuối tung ra một làn sóng xung kích lan rộng, gây sát thương, làm chậm và làm lộ diện kẻ địch. Kẻ địch trúng sao sẽ không bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích. Vậy là chúng ta đã cùng điểm qua những kỹ năng hoàn toàn mới mà Aurelien Son mang theo trong lần trở lại đầy ấn tượng này tại đấu trường. Tên này, hãy cùng tốc chiến khai xuân với Aurelien Son Giáp Thìn nhé!